Vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này một cốt nha mình nha, xanh tươi tốt luôn. Cây quá khỏe nha mình. Xanh tươi luôn nha. Bầu đất riêng. Cây này có mã số là 17, có số đo hoành gốc là 20. Cây cao là 65, cây đang nằm bầu đất riêng là 30 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 400k bao ship nha. Cẩm thị kim cương đen mini. Cây quá khỏe rồi. Xanh tươi tốt luôn. Cây này về mình lên cái chậu giống nó là ok nha. Cây mini nha. Nhỏ mà nhìn rất là khéo nha mình. Rồi mã số là 17. Giao lưu nhanh với nhà mình là 400k bao ship nha. Một cây cẩm thị kim cương đen mini. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.